Minh xin chào mừng mọi người đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Hôm nay là 19-20 của tháng 12 rồi. Em cập nhật tất cả các mẫu mã trên thị trường và giá cả nha mọi người. Mọi người đón xem video clip này em có một cái chương trình khuyến mại rất là tốt về cái dòng xe Giant với mọi người nhé, dòng xe Gian đấy. Bên công ty Gian người ta đưa ra một cái đề nghị chiết khấu cho em rất là tốt, thì em sẽ để lại cho mọi người với cái mức chiết khấu cực kỳ là cao. Họ đề nghị em là lấy nhập 30 mấy 40 xe đấy, thì chiết khấu cho em là 25%. Em mình sẽ chiết khấu lại cho mọi người là 15% nhé mọi người, còn em lấy lời 10%. Rồi quà tặng thì vẫn như trong cái đợt khai trương cửa hàng mới, em vẫn tặng quà cho mọi người. Khi mua bất cứ xe nào tại cửa hàng thì em tặng nón này, đèn trước, đèn sau này, gọng bình này, rồi khóa số này, chai nhớt này. Đấy, mọi người cùng đón xem nhé. Em sẽ báo giá lần lượt cho mọi người. Tất cả các dòng Gian trong cái lô hàng em nhập cũng phải gần 40 xe. Gần 40 xe là được chiết khấu rất là tốt đấy mọi người. 15% dành cho mọi người, còn 10% em lấy lời nha mọi người nhé. Thì giá niêm yết của nó là bao nhiêu thì mọi người xem giá niêm yết và chiết khấu trừ đi 15%. Như chiếc Gian XF3 2024 này, em hàng mới về em chưa biết là nó là bao nhiêu, nhưng mà chiết khấu 15%. Rồi đây là cái mẫu Talon 229 xe SCM. Màu thực tế của nó thì như thế này mọi người. Màu thực tế cũng đều chiết khấu là 15% nha mọi người nhé. 15% rất nhiều ấy mọi người, cực kỳ là nhiều ấy. Em mình cũng phải lấy lời 10%, bởi vì là 10% thì em bao ship này, ví dụ một con xe 1 triệu thì được 1 triệu bao ship tặng mất 400-500 nghìn tiền quà rồi, lời cũng một chút thôi. Đấy thì thôi không có dài dòng nhiều, em sẽ báo giá lần lượt nhé. Mọi người cùng đón xem video. 800cc em mình đủ màu, giá 5,5 triệu. Và có cả 750cc nữa cũng đủ màu. California là 5,5 triệu full quà và bao ship mọi người. Chevrolet thì em không báo được giá, thì trong tầm giá khoảng 7,2 triệu đến 9,2 triệu nhé mọi người nhé. Là DK Pro. Màu thì có đủ màu luôn, màu như 800cc đi là trắng, trắng, đen, xanh tím và màu xanh navy. DK Pro thì có màu trắng, màu xám, màu đen, màu xanh, trong tầm giá 72 đến 92 nha mọi người nhé. Twitter Smile đĩa tay cong thì 10 triệu, có màu cam, đỏ, xám, đen đỏ. Size 46-48 em đủ cả, 10 triệu mọi người. Cheater R10 đĩa thì 14 triệu là có màu đỏ trắng, màu đỏ màu trắng. Em còn có 2 xe thôi, 14 triệu, size 48. VK Pro thì có màu về Travel VK Pro thì có màu xanh navy, xám, trắng và đen đỏ. 46-48 tầm giá từ 8,5 triệu đến 10,5 triệu mọi người. Canly S3000 có màu xám này, trắng này, rồi màu xanh này, rồi màu đen nhám này. Đấy, tầm giá từ 5,1 triệu đến 7,1 triệu mọi người nhé. Rồi Silolo S6 thì có một màu xanh đổi màu duy nhất và là size 48, giá 15 triệu. Tất cả đều full quà và bao ship mọi người nhé. Thì nó mới, bản mới đấy mọi người. Bản mới thì nó mới như nào mọi người cứ xem video em quay chi tiết từng xe. Bây giờ em báo chung thôi. Đây là Auriga tay ngang 9,9 triệu. Chỉ còn màu đen mọi người nhé. Chỉ còn màu đen. Chevrolet AK Pro thì có màu trắng, xanh navy, xanh rêu, màu đen. Đen thì là đen nhám, tầm giá cứ 9,5 đến 10, 1,5 mọi người nhé.
S6000, Canly S6000 có đen, xám, bạc, đen xám bạc và màu đen xám bạc và màu gì nhỉ? À và màu xanh này, đây xanh này. Tầm giá mọi người cứ chuẩn bị tầm 7,5 đến 9 rưỡi nha mọi người nhá, 7,5 đến 9 rưỡi. Rồi đây là LIV Ally 2 2023, chiết khấu cho em 25%. Em để lại cho mọi người 15% nhé, em lời 10%. Giá niêm yết đấy mọi người, quà tặng full và bao ship mọi người nhé. Gian dề vô F1 hai màu, size SM. Đây thì cũng là, đây là size SM luôn. Và gian dề vô F1 cũng chiết khấu luôn là 15% cho mọi người, full quà, bao ship, em lời 10% đấy. Gian Fast Rush 2, gian Fast Rush 2 2024 màu xám, size SM em có luôn, chiết khấu 15%. Mọi người nhân ra rất nhiều tiền đấy mọi người, cực kỳ nhiều tiền, giá cực kỳ tốt. Đây là Netto, Netto thì mọi người cứ tầm giá của Netto này, Touring hàng rất ngon. Chiếc này em cũng chưa có thời gian quay video review chi tiết nữa. Đủ màu, trắng, có 3 màu trắng, xanh navy và đen. Thì 69 đến 8,9 triệu mọi người nhé. À đâu, con này là nó báo, nó bán thẳng căng giá là giá 6,9 triệu rồi mà. 6,9 triệu mọi người. Katani Pro. Katani Pro này nhiều màu. Titan, xanh navy, trắng, đen, xám. Em đủ cả nhé mọi người, chỉ có một size thôi, 4,6 triệu full quà. Chiếc này là chiếc Ram 2 Deep 2022 size S. Màu thực tế của nó đây này, em lúc nào em sẽ dành thời gian em quay video màu thực tế. Chiết khấu lại cho mọi người 15% nhé mọi người nhé. Em mở lời 10%. Đây là chiếc Talon 3 mà bánh 27.5 size S. Em có Talon 3 27.5 size SCM và Talon 3 29 luôn. Giá chiết khấu 15%. Full quà và bao ship mọi người nhé. Đây là mẫu Twitter mà tay ngang R5 Touring bán sale đang rất rẻ, chỉ còn có 12 triệu. Nhưng mà mẫu này, chiếc này em bán rồi. Em còn màu đen xì, đen xì nhé mọi người nhé, 12 triệu. Đen hết luôn. Chỗ này là tem màu trắng này thôi, tem màu bạc này thôi. Đấy. Rồi Katani 2.1 xám, xám xanh. Rồi màu xanh đổi màu xanh xanh tím đổi màu này. Rồi màu trắng, màu màu trắng, màu đen, màu xanh rêu, 4,3 triệu full quà bao ship. Chevo này là Chevo Yoko size bánh 29, size 15, 17. Em có màu xanh dưa, 15 thì đủ màu. Màu màu xanh, màu đen, màu xám. Tầm tiền, tầm giá 9,5 triệu đến 11,5 triệu mọi người. Chín nick chiếc này, chiếc này thanh lý này, em thanh lý chiếc này này. Thanh lý chiếc này là 4,5 triệu vẫn còn chiếc này. VK Pro trắng tầm giá 8,5 triệu đến 10,5 triệu. XF2 City Deep 2024 size SCM sale 15% cho mọi người. Talon 3 bánh 29 size SCM 15% cho mọi người nhé. Canly S2000 có màu trắng, xám, xanh và đen. Tầm giá 4,6 triệu đến 6,6 triệu mọi người nhé. DK Pro đen này này mọi người này, tầm giá 7,2 triệu đến 9,2 triệu. Chevo Total thì tầm giá, em chỉ còn màu đỏ cam, mọi người mà muốn màu khác thì rất là lâu, 2 tháng nữa nó mới về cái bộ đề QS. 2 tháng nữa, nó mới chỉ có một cái xe ở triển lãm vừa rồi thôi. Còn lại là nó chưa làm hàng đâu mọi người, còn mỗi màu đỏ cam. Tầm giá 10,7 triệu đến 11,7 triệu. Đấy.
Canon EF 3000 màu trắng kia kìa, thì tầm giá 5.1 đến 7.1. Chiếc này là bánh 27.5 của Yoko, tầm 9.5 triệu đến 11.5 triệu. Gian Recon 2 27.5 bây giờ rất rẻ rồi mọi người. À, còn có bao nhiêu? 77 thì bây giờ bán bớt 500 đi còn 72 mọi người. Ram 3 Dit 2024, chiếc này không trong cái lô em nhập bởi vì nó còn đúng một chiếc xe S này thôi. Giá vẫn là 123 mọi người nhé. Cái này là ATX 810 2024 đây này. Thì chiếc này là bán 11 là thanh lý rồi mọi người này, 11. Đi con 2 27.5, 72 đi, giảm 500 là 72. Đây là Talon, bởi vì mới về hàng em còn chưa biết. Talon 4 bánh 29, chiết khấu 15% cho mọi người nhé. Đây là Momentum Latte 26. Hàng này cực kỳ là đẹp, hàng xe của nữ của Momentum, là của Gian. Chiếc này nó bên công ty nó để thẳng cho em giá tốt, em để cho mọi người 8.9 triệu, chứ không có chiết khấu, nó không tính em giá chiết khấu mà giá thẳng luôn, giá thẳng tốt luôn. Đấy. Catani X5 bánh 26. Bánh 26, chiếc này 3.3 triệu, nhiều màu lắm mọi người. 3.3 triệu nhiều màu. Đây là ATX 610. Chiếc này thanh lý thì bây giờ còn thanh lý chiếc này 6 triệu. Ngày trước bán 7 triệu mấy đấy mọi người. Thanh lý bởi vì nó là hàng em để cũng tồn kho lâu rồi. 6 ATX 620. Trước bán 6.5, bây giờ thì bán 6 triệu. ATX 660, trước bán là 69, bây giờ bán 64. Cái này là đua Catani, bán 4.5 triệu. Catani 2.2. Đây là 24. Xe 24. 3 triệu. Này là S 2000. Tầm giá 4.6 triệu đến 6.6 triệu. Mẫu này là Mocha của Vinabike, em thanh lý mãi chưa được, 4.5 triệu. R12 mà mùa 11 lít bán 14.500 mọi người nhé. R12 bản mới nhất 11 lít bán 14.500, 12 lít thì 15.500. Rồi Auriga bản mới thắng dầu 12.500. R3 chạy S-Ram 18.500 thì chỉ còn màu này và màu trắng đỏ mọi người. Chạy S-Ram màu xanh và màu trắng đỏ. R3 tay cong bản thường thắng gom bán 12 triệu. Rồi R5 bản thắng đĩa. R5 bản thắng đĩa bán 14 triệu. R10 chiếc màu đỏ này đây bán 14 triệu. XF 2 Dit 2024 thì em bán là 12.3 triệu. AK Pro xanh navy. AK Pro xanh navy. Đấy, tầm 9.5 đến 11.5 mọi người nhé. Smile đĩa đen đỏ đây 10 triệu. Em còn rất nhiều xe mà chưa lắp lên, mà bây giờ không nhớ là thiếu những xe gì, mọi người cần xe gì mọi người cứ hỏi em nhé. Bây giờ là em còn tay ngang này chưa lắp này, con đen xì này, rồi S790 California, S790 đợt này em về cũng giá tốt này, lấy thẳng từ từ công ty tổng luôn chứ không phải là qua đại lý nữa mọi người. Lấy thẳng từ công ty tổng luôn. Giá tốt. Tốt hơn đợt trước. Đợt trước em bán 61, đợt này là rẽ dưới giá 61 nha mọi người nhé. Rồi còn R12 12 lít em cũng chưa lắp lên, em bán hết rồi mà em chưa kịp lắp lên. Còn xe gì nữa nhỉ mọi người nhỉ? Rồi cơ bản như thế em báo với mọi người là như vậy. Chốt lại là toàn bộ những xe Gian được chiết khấu trong cái lô, mọi người chỉ được chiết khấu trong cái lô mà 10 gần 30 mấy gần 40 xe em lấy thôi nhé, chứ còn em lấy lô khác thì người ta không có chiết khấu cho em như vậy nữa. Người ta ưu tiên đưa ra một cái đề xuất cho em là cửa hàng mới em nhập 30 xe thì là em sẽ được chiết khấu 25%.
thì em nhập 30 mấy gần 40 xe đấy mọi người, thì em được cái giá đấy em sẽ để lại cho mọi người 15% và em lấy lời 10%. Và thì vẫn là như thế này, mọi người mua toàn bộ xe, gian thì còn có thể được tặng thêm trống cơ, chân trống và bao ship toàn quốc mọi người nhé. Giá siêu tốt, không ở đâu mà tốt bằng được. Giá em nhập vào như nào em để thẳng căng cho mọi người là như vậy, lời lãi thì như thế đấy, rất là rõ ràng. Mọi người mua ủng hộ em qua số 0706198999 hoặc là ghé trực tiếp 98/11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Còn rất nhiều mẫu mà em chưa lên được. Đây là còn chưa có S5000 đấy mọi người, S5000 của Canly này, tầm 7 triệu đến 9 triệu. Rồi S2000 có rồi, 3000 có rồi. Còn HK Pro nữa, tầm giá là 8 triệu 2 đến 10 triệu 2 nhé mọi người nhé. Em nhiều xe lắm, mọi người cứ cần mua xe thì liên hệ qua số em Minh nhé. 0706198999 hoặc ghé 98/11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn mọi người.